Ôi không. Oh, bé John, con bị nấc rồi. Đừng lo con yêu, ai cũng có thể bị nấc, chỉ một lúc thôi. Nếu thấy nấc đừng lo con à, mẹ sẽ nhanh giúp mà. Khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Bây giờ con thử uống một cốc nước xem có đỡ không nhé. Con đã thấy hết nấc chưa, bé John? Ôi không, con vẫn còn nấc. Con bị nấc sao, bé John? Có vẻ đúng là nấc rồi. Nếu thấy nấc đừng lo con à, thật nhanh ba sẽ giúp mà. Khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, khi con thấy tiếng, chúng ta cùng nhau tìm cách. Bố biết một cách rất hay để chữa nấc. Hãy hít một hơi thật sâu, phồng hai bên má và nhịn thở như thế này. Con đã thấy hết nấc chưa, con trai? Em bị nấc rồi, bé John. Anh chị sẽ giúp em. Nếu thấy nấc đừng lo em à, chị và anh sẽ giúp mà. Khi em thấy tiếng, nhau tìm cách. Nếu như em muốn hết bị nấc, bé John, em cần phải đi dẫn mình. Phải rồi, cách đó sẽ được. Em đã thấy hết bị nấc chưa, bé John? Nếu thấy nấc đừng lo bé à, cả nhà sẽ giúp mà. Khi nghe thấy tiếng, mẹ không nghe thấy tiếng nấc nữa, bé John. Ba cũng thế, con thử lại xem. Khi nghe thấy tiếng. Em đã hết nấc rồi. Yay! Giờ bé đã không còn nấc nữa rồi. Thật là vui đây nhé. Con không còn bị nấc nữa, bé John. Yeah! Whee! Oh. Em bé bị nấc cụt mà em chẳng khóc nhẹ. Em trai ngoan lắm đây nhé. Cả nhà mình luôn bên em. Thật là tuyệt vời không, con bé yêu tạm biệt cơn nấc. Ôi, anh! Không! Lại phải làm lại ạ? Hãy nhớ, đèn đỏ nghĩa là dừng lại. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ! Màu đỏ dừng lại nào. Du, 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Làm lại nhé con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Tu 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 tu. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đèn xanh có nghĩa là đi tiếp. Tu 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 tu. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Theo ba nào. Tu 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 tu. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Con có nghĩ mình có thể làm được không? Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Khi dừng lại, chúng ta cần đợi một chút. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Con đã hiểu rồi đó. Du 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 du. Đèn
đèn xanh đi 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 đi, đèn màu xanh đi tiếp nào. Là nó kìa, con gần đến nơi rồi. Cẩn thận con yêu. Màu đỏ dừng lại nào, đu 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 đu, đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đu 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 đu, đèn xanh đi 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 đi, đèn màu xanh đi tiếp nào. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi, chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Giỏi lắm con yêu. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi, chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Ngon quá. Đội cứu hộ, chúng tôi cần bạn. Cùng nhau làm việc thôi. Bọn mình đội cứu hộ này, bạn gặp chuyện tôi sẽ đến ngay. Đừng lo nha, vì có chúng tôi, bao hiểm nguy cũng chẳng sợ đâu. Làm việc với nhau, cùng chơi với nhau. Sẵn sàng, sẵn sàng, đi thôi. Cháy, cháy. Bọn mình đội cứu hộ này, nào ta cùng lên đường. Lính cứu hỏa bọn mình đây, giờ ta cùng chữa cháy. Nếu chúng ta trượt ngã thì nên làm gì? Hãy
nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi? Lau khô sàn nhà ạ. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Con muốn lấy gấu bông thật xinh, ôi không không, con lại ngã đau. Khi muốn lấy thứ gì nên nói với ba mẹ, hãy nhớ nhé các con à. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi lấy đồ trên cao? Gọi mọi người giúp đỡ à. Chơi đùa mỗi ngày, chơi đùa mỗi ngày, cần chú ý an toàn. Bạn có thể sẽ bị thương bạn nhé, hãy cẩn thận nha. Ôi không, em ngã rất là đau. Ô tô sao lại ở đây? Không sao đâu mà đi khóc nhé con, mẹ ba luôn bên con chăm sóc mà. Nếu bị ngã thì chúng ta nên làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Phải làm gì để không gặp tai nạn khi chơi xong? Cất đồ chơi gọn gàng ạ. Làm gì? Hãy nói với mẹ hoặc ba. Chúng ta phải làm gì để không bị đứt tay? Không chạm vào những vật sắc nhọn ạ. Vui vẻ cùng những đồ chơi này. Bé John, hôm nay con đã mang theo gì? Khủng long Dino cao cao cao. Cậu ấy có thân hình to lớn. Wow. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Mình phải làm sao đây? Cậu có thể cho tớ chơi với Dino không? Không, của tớ. Tớ thích Dino lắm. Rất là vui. Jacob, hãy cho các bạn xem đồ chơi của con. Yay! Nhìn xem chiếc xe này đi thật nhanh. Zoom 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 zoom, mình rất thích. Wow! Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Mình phải làm sao đây? Ta chơi được không? Không. Ta cùng nhau chơi thật vui. Chia sẻ đồ chơi nào em
con đã mang theo gì nào? Nhìn xem Fluffy, chú gấu nhỏ, mềm mại xinh xắn, thật yêu lắm. Mình không muốn chia sẻ với các bạn. Giờ mình phải làm sao đây? Đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp đỡ bạn ấy. Đồ chơi cũng là bạn tốt của mình, nào cùng nhau chăm sóc. Chơi. Chia sẻ là quan tâm, phải không? Chia sẻ đồ chơi, các bạn ơi. Chia sẻ đồ chơi nào sẽ rất vui. Yeah. Chơi với nhau, thích chơi này. Ta không nên chơi một mình đâu. Đến lượt con rồi, Mia. Con có biết câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ không? Hãy cùng nhau kể câu chuyện này nha các con. Quàng chiếc khăn màu đỏ lên nhé, rồi cô bé đi gặp bà đang ôm, cầm một chiếc giỏ ở trong tay. Cô bé sẽ đi qua khu rừng. Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng thôi. Đi nào đi. Rừng ta cần phải quan sát, không nên nói chuyện với người lạ. Khi cô bé đi qua khu rừng, cô ấy đã gặp một con sói xấu xa. Chào người bạn bé nhỏ, bạn đi đâu? Cần người giúp không nào, bạn đi đâu? Đừng nên nói chuyện cùng người lạ nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp bạn của mình. Con sói xấu xa rất ồn ào, nhưng cô bé quàng khăn đỏ rất thông minh. Và cô ấy biết rằng không nên nói chuyện với người lạ. Nhìn xem xe này thì nhanh lắm, nào lên đây mình cùng nhau đi. Đừng nên đi theo người lạ em nhé. Không nên đi theo người lạ đâu em. Cô bé quàng khăn đỏ vào rừng thôi. Đi nào. Sói xấu xa muốn đi cùng với cô ấy, nhưng cô bé quàng khăn đỏ biết là điều đó không tốt. Nhìn xem tớ là một người tốt, bạn ơi chúng mình cùng nhau đi. Đừng nên đi cùng người lạ nhé. Xin lỗi sói nha, bạn không thể đi cùng. Cô bé quàng khăn đỏ rất thông minh. Cô ấy không nói chuyện với người lạ và đến nhà bà một cách an toàn. Quàng chiếc khăn đỏ.